Chào bạn, tôi là Phạm Chuẩn từ Space Solution Vina. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những điểm mới tiếp theo của phần mềm NX một phiên bản 1926. Điểm mới tiếp theo của một NX 1926 về phần feature đó là lệnh recycle. Khi chúng ta muốn hiệu chỉnh một cái hull nào đó, hay là simple hull, cutter shank hoặc cutter bore, đấy, thì phần mềm cũng sẽ tự động nhận diện. Ví dụ trường hợp nếu nó là lỗi đơn giản cho chọn vào đấy, ngay lập tức thì nó sẽ ra là simple và kiểu hull diameter. Có thể nhập lại đường kính tương tự như vậy với cutter shank. Khi mà mình điểm mặc định này, người ta chỉ cần nhấp vào thì tự động phần mềm nó sẽ nhận diện được đấy là cutter bore, cutter shank hay là simple hull đó. Và khi mà nhập vào chúng ta đã đầy đủ những cái thông tin thì chúng ta có thể chỉnh sửa giống như là chúng ta đã dùng cái lệnh lệnh hull vậy. Ở đây chúng ta thử sửa này, đây chúng ta là 10.5 này đó, hull diameter 8.5 đó, lại được như vậy. Trường hợp là cutter bore nhấp vào phần mềm tự động nhận diện nó là cutter bore, chúng ta thay đổi cái thông tin này đó. Cảm ơn các bạn.